Thưa quý vị, trong hai ngày vừa qua, mưa lớn trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã gây ra sạt lở đất đá tại nhiều khu vực. Nước từ thượng nguồn suối Sim, sông Mã đang dâng lên rất nhanh, gây thiệt hại một số tài sản của nhà nước và nhân dân trên địa bàn. Trận mưa đêm 21 tháng 9 đã gây sạt lở một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có quốc lộ 15C, đoạn qua các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhì và thị trấn Mường Lát. Mực nước tại các ngầm tràn đang dâng cao, có nơi lên đến gần 1 mét, khiến người và phương tiện không thể qua lại. Đặc biệt tại hai xã Mường Chanh và Quang Chiểu, lũ từ thượng nguồn biên giới đổ về khiến mực nước ở suối Sim dâng rất cao. Nước chảy xiết gây ngập nghiêm trọng đường tỉnh lộ 521E. Để bảo đảm an toàn, huyện Mường Lát đã vận động di rời 245 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu ở các khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Sau khi xuất hiện vết nứt sâu kéo dài ở xã Đắc Bre, huyện Nam Giang, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có chuyến khảo sát thực tế và khẩn trương lên phương án tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng buộc phải di rời. Vết nứt tại hiện trường có chiều dài hơn 125m, độ hở rộng từ 4 đến 5m, độ sâu từ 1 đến 1,5m. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, công an, quân sự và lực lượng đồn biên phòng Đắc Rinh đã di rời 11 hộ dân với 41 nhân khẩu về nơi an toàn, đồng thời tuyệt đối không để người dân quay trở lại làng cũ trong thời điểm này. Tôi đã chỉ đạo cho đồn cơ động nhanh chóng cử 13 đồng chí đến hiện trường và phối hợp cùng với các ủy chính quyền địa phương sơ tán khẩn cấp nhân dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao. Hiện nay đang phối hợp cùng với chính quyền địa phương khảo sát này và làm sao cho huyện ủy, ủy ban nhân dân có phương án di dân. Huyện Nam Giang đã cử đoàn công tác đi khảo sát hai địa điểm, lên phương án bố trí tái định cư cho người dân và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương để thực hiện tái định cư khẩn cấp với tổng kinh phí để bố trí nơi tái định cư mới là hơn 6 tỷ đồng và mức kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 115 triệu đồng mỗi hộ. Phải tìm một cái vị trí an toàn để vận động bà con đến đó và thực hiện cái việc tái định cư theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong một cái tình trạng khẩn cấp này để bà con chúng ta đến một cái nơi ở mới đó nó an toàn hơn, lâu dài hơn, bền vững hơn, cuộc sống của bà con nó có thể là ổn định lâu dài hơn. Đó là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu huyện Nam Giang và các đơn vị chức năng động viên hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trong thời điểm ở xen ghép, ở tạm tại các trường học, đặc biệt phải hỗ trợ kinh phí để người dân di dời đến nơi ở mới trước Tết Nguyên đán năm nay. Thưa quý vị, năm 2024, ngành nông nghiệp nước ta đặt mục tiêu cho kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 54 tỷ đô la Mỹ. Tính cho đến hết tháng 8 thì kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đã đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ, hứa hẹn sớm đạt mục tiêu. Thế nhưng cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại vô cùng to lớn, riêng nuôi trồng thủy hải sản đã thiệt hại hơn 2.500 tỷ đồng. Bão số 3 đổ bộ, các lồng bè nuôi cá tại Hải Phòng, Quảng Ninh bị sóng lớn đánh sập. Hàng trăm tấn cá bị cuốn trôi ra biển. Người nuôi mất trắng toàn bộ sản lượng, thiệt hại về lồng bè, cơ sở vật chất. Tất cả các loài nuôi và giống nuôi trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt là về rong, là những cái tài nguyên mà đã nghiên cứu rất là nhiều năm và đã nhân tạo ra rất là nhiều cái giống để có thể cung cấp cho thị trường Quảng Ninh. Hai là chúng tôi cũng khi mà bị xô lệch cho nên là cũng mất mát một số cái trang thiết bị, tổng cái thiệt hại khoảng gần 10 tỷ. Nghĩa là phải tầm 2 tháng thì chúng tôi mới có thể khắc phục lại được những cái hoạt động ban đầu cho hoạt động sản xuất. Hiện các địa phương đang tính toán nhu cầu con giống thủy sản, thức ăn, chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản để làm cơ sở đề xuất các doanh nghiệp trong ngành cùng đồng hành hỗ trợ. PDBLB sẽ sẵn sàng cung ứng khoảng 1 triệu cây giống để hỗ trợ các cái chương trình tái thiết về ngành thủy sản của bộ và đi cùng bộ phân phối tới đâu thì chúng tôi sẽ đến đấy, và cùng với giống là chúng tôi sẽ cung cấp về kỹ thuật và công nghệ để trồng cái rong biển này phục vụ cho bà con. Với những con số tính toán về thiệt hại sau bão của lĩnh vực thủy sản nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang hoàn thiện đề xuất đến Chính phủ về nghị định hỗ trợ doanh nghiệp người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Thứ nhất là định hoãn giãn thuế và cái công nợ. Thứ hai là cái mức hỗ trợ. Và cái thứ ba đó là cái hỗ trợ sản xuất với cái lãi suất ưu đãi. Thứ bốn là đối với từng đối tượng thì có cái chu kỳ cho vay vốn nó phù hợp với đối tượng để chúng ta một là phục hồi sản xuất, hai là một cái chu kỳ sản xuất mới.
đối với các doanh nghiệp, đối với các hợp tác xã, đối với người dân đã mất trắng toàn bộ cái tài sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện đang huy động nguồn lực về con giống, thức ăn, hóa chất, lồng bè để hỗ trợ cho các địa phương, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, nhằm sớm khôi phục sản xuất, đáp ứng nhu cầu nguồn cung thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vừa tổ chức khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Trong đợt mưa bão số 3 vừa qua, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là khu vực chịu ảnh hưởng, thiệt hại rất nặng nề, có nhiều hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do lũ quét sạt lở đất, trong đó có 17 hộ dân với hàng trăm người dân đã may mắn thoát nạn. Sau khi thống nhất chủ trương, vào ngày 21 tháng 9, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Lào Cai, huyện Bắc Hà khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng. Dự kiến khu tái định cư thôn Kho Vàng rộng 2,5 ha và đáp ứng chỗ ở cho khoảng 40 hộ dân. Phấn đấu quyết tâm đạt mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, người dân thôn Kho Vàng sẽ về nơi ở mới để chuẩn bị vui xuân, xóa đi những đau thương mất mát trong đợt bão lũ vừa qua. Toàn bộ kinh phí thực hiện việc tái thiết khu dân cư Kho Vàng từ nguồn quỹ an sinh xã hội, người lao động Dầu khí tự nguyện đóng góp và làm việc vào ngày thứ Bảy tình nguyện. Ngay sau khi khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các hộ dân đang tạm cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cốc Lầu. Tại đây, các thành viên của đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên từng hộ gia đình.